Hello, chào mừng. Hello, chào mừng. Hey, xin chào các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Kersu trong chuyên mục For Footage. Thời gian vừa qua, loạt video phân tích series The Tanghi Virus đã được ủng hộ rất tích cực từ anh em. Và như đã hứa, hôm nay Kersu tôi sẽ quay trở lại đồng hành cùng anh em trong phần hậu truyện của The Tanghi Virus nhé. Ok, còn chần chờ gì nữa? Giờ thì chúng ta hãy cùng. Hello, I am Oracle. What would you like to know? The Oracle Project là một tập phim thuộc thể loại sci-fi horror analog. Dành cho những anh em nào chưa biết thì đây là thể loại kết hợp giữa khoa học viễn tưởng và kinh dị. Nó thường xoay quanh những chủ đề như nghiên cứu khoa học, người ngoài hành tinh, vân vân và mây mây. Quay trở lại với chủ đề chính, The Oracle Project là phần hậu truyện của The Tanghi Virus với mốc thời gian là cao điểm của cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô. Chính phủ Mỹ khi này quyết định triển khai một dự án bí mật mang tên The Oracle Project, mục đích là để nắm bắt những kế hoạch của kẻ thù cũng như đáp trả lại họ. Dự án đó đã thất bại. Tuy nhiên, vào năm 1977, dự án đã có nhiều chuyển biến bất ngờ. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cuộn băng có liên quan đến nghiên cứu về dự án Oracle nhé. Cuộn băng đầu tiên, sự vận hành đơn giản. Cuộn băng này được thu vào ngày 5 tháng 1 năm 1997. Đoạn băng bắt đầu bằng việc một vài nhà nghiên cứu đặt ra một số câu hỏi đơn giản cho The Oracle. Ví dụ như bầu trời màu gì, 5 x 30 bằng bao nhiêu, vân vân. Và với vai trò của một siêu máy tính, Oracle có thể dễ dàng trả lời những câu hỏi trên. Sau hàng giờ ngồi test siêu máy tính, các nhà nghiên cứu bắt đầu nghịch ngu với nó. Họ bắt đầu những câu hỏi mà có thể coi là không thể, như ai sẽ thắng giải siêu cúp bóng bầu dục 97. Nhưng đáng chú ý nhất chính là câu hỏi khi nào tiến sĩ Grant Townsend qua đời. Giới thiệu nhanh cho mọi người cùng biết, Townsend không ai khác chính là cha đẻ của dự án Oracle. Quay trở lại với chủ đề chính, Oracle đã trả lời rằng Townsend sẽ chết vào ngày 4 đến ngày 6 tháng tới và nó hoàn toàn tự tin vào xác suất trên. Thế rồi, mọi chuyện đúng như lời tiên đoán của nó. 4 tháng sau, Townsend đã qua đời. Nhiều người tin rằng cái chết của tiến sĩ sẽ buộc dự án Oracle chấm dứt. Xong, những nhà chức trách ở lầu Năm Góc lại có hứng thú với tài bói quẻ của con siêu máy tính này. Vậy nên, tiến sĩ Carl Steven đã được giao trọng trách mới này. Kết thúc cuộn băng thứ nhất, ta biết được rằng Oracle giống với cái tên của nó có thể đưa ra nhiều lời tiên đoán khác nhau. Tuy nhiên, đa phần cũng chỉ là dự đoán của nó mà thôi. Dù vậy, làm sao mà nó có thể dự đoán chính xác được cái chết của Townsend như vậy? Thì ta lại cùng nhau đến với cuộn băng số 2 nhé. Cuộn băng số 2, cho ta xem khả năng của ngươi. Đoạn băng này được thu vào ngày 8 tháng 6 năm 1997. Mở đầu cuộn băng, Steven đã hỏi tại sao Oracle lại có thể dự đoán được cái chết của Townsend. Nó liền đưa ra hàng loạt những yếu tố như tình trạng sức khỏe, báo thuốc lá, vân vân, nhằm dẫn chứng cho cái chết đã được báo trước của Townsend. Rồi Oracle khi này hỏi nhân vật chính liệu ông ta có muốn biết cái chết của mình không. Tuy đã bị từ chối, nhưng nó lại chỉ đáp lại rằng interesting. Ok, tại đây ta có thể thấy The Oracle không chỉ là một máy tính được lập trình thông thường, nó dường như là một thực thể của trí tuệ riêng, cũng như nhận thức được rõ thế giới xung quanh mình. Bằng chứng là việc nó có thể quan sát được thói quen hút thuốc của Townsend. Một điều thú vị khác chính là siêu máy tính có thể giao tiếp giống như việc nó hỏi Steven. Quay trở lại với đoạn clip, Steven nói với Oracle rằng mục đích của nó là giúp nước Mỹ an toàn. Ngay lập tức, Oracle cảnh báo về một cuộc ám sát tổng thống sắp diễn ra. Nhờ lời tiên đoán ấy mà Steven đã có thể cứu tổng thống và được xem như một người hùng. Hài lòng với Oracle là thế, nhưng nhân vật chính vẫn cảm thấy có nhiều uẩn khúc chưa được giải đáp. Việc một cỗ máy được lập trình sẵn có thể biểu hiện cảm xúc đã khiến cho nhóm Steven tranh cãi trong nhiều tuần. Dựa theo sổ tay cá nhân của nhân vật chính, kiến thức của cỗ máy này khả năng cao đã vượt qua sự hiểu biết của nhân loại. Câu hỏi ở đây là Oracle đang toàn tính điều gì? Cuộn băng số 3, người đang nghĩ gì? Cuộn băng này được thu vào ngày 16 tháng 6 năm 1997. Vẫn là câu mở đầu quen thuộc, tiến sĩ Steven hỏi về vụ ám sát mà Oracle đã dự đoán.
Nhưng giống như cái chết của Thao Sen, Oracle lại đưa ra những thuật toán vô cùng cao siêu và bí ẩn. Nhân vật chính liên tục đưa ra những câu hỏi cho Oracle. Và sẽ không có gì đáng chú ý hơn nếu Steven không cố tình hỏi về tương lai của nước Mỹ sau một thế kỷ. Dường như 100 năm sau đã có một thế lực nào đó đe dọa sự thống lĩnh của nhân loại. Xong, khi được yêu cầu giải thích, hệ thống của Oracle có lẽ đã gặp lỗi và cuộn băng số 3 kết thúc. Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ? Tuy nhiên, tôi lại có một thắc mắc khác. Rốt cuộc, thứ gì đã ban cho Oracle một sự nhận thức mà có thể xem là vượt qua cả hiểu biết của nhân loại? Tôi sẽ giải đáp thắc mắc này vào phần sau của video nhé. Cuộn băng số 4, tin nhắn lỗi. Cuộn băng này được thu vào ngày 18 tháng 6 năm 1997. Mở đầu cuộn băng cho thấy dường như Oracle vẫn chưa hoạt động lại. Điều này đã làm cho nhóm Steven chìm trong tuyệt vọng. Chính quyền Lầu Năm Góc nghĩ rằng họ nên rút dây và khởi động lại Oracle. Dù vậy, Oracle đã không còn hoạt động. Cuộn băng khi này lại quay sang những dòng tự sự của Steven. Ông ta kiểm tra lại những bản ghi chép trước đó của Thao Sen, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Từ những dự tính cao siêu, bây giờ mục đích của Oracle chỉ là để phục vụ, bảo vệ cũng như tôn trọng những người hỏi nó. Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc cho Oracle. Cho đến một ngày, Steven nhận được lời nhắn của Oracle: "Tôi sẽ trả lời cho riêng mình bạn." Và đêm đó, Steven đã quay trở lại phòng thí nghiệm. Cuộn băng số 5, câu hỏi cuối cùng. Cuộn băng này được thu vào tối ngày 18 tháng 6 năm 1997. Tại đây, ta biết rằng Oracle vì sự an toàn của những người khác nên đã hẹn Steven ra gặp riêng nó. Chúng ta cũng được biết, tại thời điểm năm 1997, đã có một vài sinh vật bò sát giả dạng nhân loại, với đa số hiện đang trú ngụ ở vịnh phía Tây nước Mỹ. Không những vậy, khi lũ bò sát di cư tới trái đất, chúng đã mang theo một thứ virus, và nó đã lây nhiễm 4% bang Louisiana với tốc độ rất nhanh. Với những anh em đã xem hai phần của thằng kỳ virus trước đó, thì nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu rồi nhỉ? Đúng vậy, đây không gì khác ngoài con virus lộn bì thằng kỳ. Ngoài ra, còn có những thực thể thế thân và những sinh vật máy móc tiến hóa từ một sinh vật giống người, có nhiệm vụ là quan sát sự lây lan của thằng kỳ virus. Vô tình thay, công nghệ của chúng đã trao cho The Oracle trí thức và sự sống. Oracle nói rằng, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, thì năm 2100 sẽ chỉ còn 1% dân số thế giới là con người. Trước nguy cơ đó, Steven đã nhờ Oracle tìm cách giải nguy cho nhân loại. Sau hàng trăm phương pháp thất bại được tìm ra, cuối cùng thì nhân loại cũng đã có được tia hy vọng. Cuộn băng 5B chủ yếu ghi lại những sự kiện đã diễn ra trong giờ thang ghi virus. Nếu như anh em chưa xem hay quên nội dung của giờ thang ghi virus thì có thể tìm lại ở đây nhé. Còn tôi thì chỉ có thể tóm tắt lại nội dung chính của series trước đó thôi. Bác sĩ Julian Gulliam, một bác sĩ làm tại cơ sở y tế Kate Crossing, là người đầu tiên nhận thức rõ về con virus. Sau khi vô tình nhiễm bệnh, Julia đã uống những thứ thuốc đặc trị cho động vật. Oracle và Steven lúc này đã đánh cược tất cả để xin thuốc giải từ thế lực khác. Và may mắn thay, họ đã được chấp nhận. Tuy nhiên, nếu trong vòng một tháng họ không thể hoàn thành thuốc giải, thì nhân vật chính sẽ bị giết chết. Oracle có thể hoàn thành thuốc giải trước kỳ hạn. Tuy nhiên, Steven buộc phải giúp nó tránh bị phá hủy trước thời hạn ấy. Ok, trước khi tiếp tục, chúng ta hãy cùng nhau tóm tắt những thông tin quan trọng trong cuộn băng này. Như đã biết trước đó, thằng ghi virus có nguồn gốc từ ngoài không gian và tôi đã giả thuyết rằng nó chính là người ngoài hành tinh. Điều đáng sợ hơn nữa là chính nó đã lây nhiễm cho rất nhiều hành tinh khác trong vũ trụ, tới mức mà nó được xem là dịch bệnh cấp ngân hà. Xem ra, con virus này không chỉ muốn thôn tính trái đất mà nó còn muốn độc chiếm cả vũ trụ cho riêng nó. Cuối đoạn băng, Oracle cảnh báo không được uống những thứ kỳ lạ, cũng như phải đun sôi trước khi uống. Bọn virus có thể thấy ta ở bất kỳ đâu. Tại đây tôi phỏng đoán rằng, trong thời điểm này, nhiều nơi trên nước Mỹ đã bị nhiễm virus thằng kỳ. Tuy số lượng không nhiều, nhưng đủ để nó thăm dò những khu vực xung quanh. Sáng hôm sau, Steven đã xin cấp trên kéo dài dự án Oracle, nhưng đã bị từ chối. Nhân vật chính không thể tin rằng Oracle sắp bị phá hủy trong một tuần tới, chỉ vì một vài lỗi vặt vãnh. Tuyệt vọng, Steven đã đến nhờ Tổng thống Mỹ, và tin rằng ông ta sẽ chấp nhận, vì dù sao Oracle cũng đã cứu ông ta một lần. Xong, có vẻ như Steven lại một lần nữa không thể đạt được mục đích. Vậy thì tại sao mà vị Tổng thống ấy lại từ chối cứu ân nhân của mình?
để giải thích cho điều này. Theo tôi thì vài nhà chức trách của lầu năm góc cũng đã bị nhiễm thằng ghi virus. Vậy nên để ngăn cản Oracle tìm ra thuốc giải, bọn chúng đã đưa ra quyết định phá hủy nó. Trong những người đồng nghiệp đã chuyển sang công tác ở một dự án khác thì chỉ còn mỗi Steven là ở lại với Oracle. Và cuộn băng số 5 cũng kết thúc. Cuộn băng số 6 được thu vào ngày 23 tháng 6 năm 1997. Đoạn băng ghi lại cảnh lo lắng của nhân vật chính đã hỏi liệu Oracle có thể hoàn thành thuốc giải vào thứ 6 hay không. Nhưng ta biết đó là điều không thể. Mọi chuyện đã khó lại càng khó hơn. Oracle cần thêm thời gian để làm thuốc giải. Lúc này, mọi chuyện mà nhân vật chính có thể làm chỉ là cầu nguyện. Cuối cùng thì chuyện gì tới cũng đã tới. 9 giờ ngày 27 tháng 6 năm 1997, Oracle bị phá hủy. Tới mùng 2 tháng 7 năm 1997, có vẻ như nhân vật chính cũng đã nghỉ việc. Giờ đây ông chỉ chú tâm dành thời gian cho gia đình và nghiên cứu tại gia. Vào những ngày cuối cùng, Steven chỉ còn biết say xỉn và ngồi chờ cái chết ập tới mà thôi. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc với Steven, nhưng một phép màu đã xảy đến với ông. Cuộn băng số 7, thuộc giải. Cuộn băng này được thu vào ngày 17 tháng 7 năm 1997. Dường như việc cơ thể vật lý của Oracle bị tiêu hủy đã không hề giết chết nó. Hơn thế nữa, nó còn chuyển sang một thiết bị máy tính khác. Bằng chứng chính là việc nó đã có thể kết nối vào máy tính của Steven. Bởi thế nên khi này, Oracle đã tìm ra thuốc giải theo thời hạn đã giao. Và chuyện này cũng đã làm những thực thể ngoài hành tinh di cư từ trái đất cũng đã quay trở về với hành tinh của họ để chữa bệnh cho người dân. Tuy vậy, những người đã bị biến đổi thành sinh vật lưỡng cư sẽ không thể cứu chữa và sẽ buộc phải giết tất cả bọn họ. Niềm vui đã đến với nhân loại. Nhân vật chính và Oracle có thêm một cuộc nói chuyện nhỏ với nhau. Tại đây, ta biết rằng Oracle thực chất là Internet và bản thân nó tồn tại ở khắp nơi, trên mọi thiết bị máy tính khác nhau. Nhờ vậy, ta có thể biết được mục đích thực sự của Oracle. Nó cảm thấy nhân loại là một giống loài quá sức nhạy cảm và mỏng manh. Nó đã tái thiết lập lại bản thân và cho rằng bản thân có thể đưa ra những giải pháp an toàn nhất cho nhân loại. Điều này đã làm cho Steven bất mãn vì ông ta tin rằng như vậy con người sẽ không còn sự tự do. Cuối cuộc hội thoại là sự quả quyết của Steven trong việc ngăn chặn Oracle. Song, nó vẫn xem ông như một người bạn. Ta có thể thấy, Oracle dường như là đại diện của toàn bộ Internet hiện tại cho chúng ta. Thực tế thì có thể thấy, chúng ta đang lệ thuộc vào Internet rất nhiều, cũng như Internet đang dần phát triển để phục vụ nhu cầu của con người. Và cũng như nó nói, sớm hay muộn mà thôi, chúng ta cũng sẽ lệ thuộc vào Internet. Và từ ngày đó, Steven đã dành ra 18 năm cuộc đời để ngăn cản The Oracle. Và cũng vì thế mà cả gia đình đã ghét bỏ ông ta. Chuyện này cũng đã kéo dài tới tận ngày 8 tháng 8 năm 2015. Cuộn băng số 8, tạm biệt. Đúng như tiêu đề, Oracle đã thêm một lần nữa đến gặp Steven để chào tạm biệt ông. Sáng ngày hôm sau, Steven qua đời vì đột quỵ. Anh em còn nhớ phân đoạn này chứ? Bây giờ tôi đã hiểu ý nghĩa của nó. Khả năng cao tại thời điểm đó, Oracle đã dự đoán được những gì đã diễn ra vào năm 2015. Có lẽ mà vì thế, Oracle đã có hứng thú với Steven từ đó. Từ một người bạn trở thành một kẻ thù, và ở cuối đoạn băng là một lời cảnh tỉnh của ai đó về cuộc xâm lăng của The Oracle. Nó khuyên ta hãy trân trọng những phương tiện truyền thông truyền thống và bỏ qua những thiết bị kỹ thuật số. Tôi thấy điều này khá thú vị. Nếu như trong Local 58, thì chính phủ sẽ thiên về việc hiện đại hóa những phương tiện truyền thông, thì với The Oracle Project, các phương tiện truyền thống lại được coi là cách giúp đỡ người dân sinh tồn trong sự độc tài của Oracle. Cứ như thể chúng ta đang được chiêm ngưỡng hai thế lực khác nhau ấy nhỉ. Và ok, đó là toàn bộ nội dung có trong The Oracle Project. Mặc dù là xem như phần hậu truyện của The Tangi Virus, nhưng series này lại tập trung vào một mối nguy mới, đó là thực thể Oracle. Có thể trong tương lai, ta sẽ còn thấy thêm nhiều câu chuyện rẽ nhánh hơn về nó. Và nếu anh em cảm thấy hứng thú với những nội dung tương tự, thì hãy bấm nút đăng ký cho Cao Su để đón chờ những video mới nhất. Nếu có bất kỳ gợi ý cho nội dung nào mà anh em cảm thấy thú vị, thì cũng đừng ngần ngại mà bình luận xuống dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những nội dung tiếp theo. Peace!